Chiều ngày 16 tháng 12, Thành ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ thành phố năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy đảng các cấp trong toàn đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, tổ chức, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành kiểm tra đối với 40 tổ chức đảng, 35 đảng viên là cấp ủy viên, tiến hành giám sát đối với 9 tổ chức đảng, 10 đảng viên là cấp ủy viên, vượt các chỉ tiêu nghị quyết số 04 của Thành ủy đề ra. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng được nâng lên, góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn đảng bộ thành phố, ổn định tình hình, xây dựng nội bộ đảng đoàn kết, phát huy trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, hội nghị thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, phù hợp tình hình chính trị của địa phương. Cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, quản lý đất đai, tài nguyên, công sản, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, công tác tổ chức cán bộ, triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao. Thảo luận ý kiến tại hội nghị, đại diện cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp làm rõ hơn các kết quả đạt được của địa phương, đơn vị, nêu một số kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thời gian qua và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Cụ thể như kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, sắp xếp tổ chức bộ máy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định. Thứ nhất, đánh giá về năm 2022 là một cái năm rất là khó khăn. Tình hình thế giới, đặc biệt vào giai đoạn cuối của tháng cuối năm 2022, thế giới trong nước và Hải Phòng chúng ta phải đối mặt với rất nhiều việc. Trong đó có rất nhiều việc mới chưa có trong tiền lệ. Chúng ta hoàn thành được 16 trên 21 chỉ tiêu, có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí ngồi đây. Và kể cả các đồng chí đang ở nhà mà không có tham dự hội nghị này. Thành tích này thực sự cũng không phải nói để lấy lòng các đồng chí, nhưng năm vừa qua chúng tôi nhận định một cách chủ quan là từng đồng chí ở tất cả cương vị công tác đều đã có sự nỗ lực cố gắng hơn những thời gian trước rất nhiều. Chúng ta đã lãnh đạo chỉ đạo và điều hành nó đồng bộ hơn, không chỉ là phát triển kinh tế xã hội, không chỉ là làm hạ tầng, không chỉ làm đường, làm cầu, mà đồng bộ trong công tác xây dựng đảng, trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trong công tác an sinh xã hội và những việc có vẻ như không tên không tuổi, không được ghi trong báo cáo nhưng đảm bảo cho cái sự phát triển bền vững của thành phố chúng ta. Cũng phải nói là trong công tác kiểm tra giám sát nó có sự chuyển biến rất lớn. Chúng ta làm bài bản hơn, khoa học hơn, có kế hoạch chương trình cụ thể và cũng có từ nội dung đến hình thức đều có sự chuyển biến. Và ý thức của từng đồng chí có trách nhiệm đối với công tác kiểm tra giám sát có vẻ có sự chuyển biến. Tôi cho đây là cái kết quả lớn lao nhất. Có thể nó chưa được định lượng ở đâu đó trong báo cáo, nhưng ý thức mọi người với công việc mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay nó có sự chuyển biến mạnh mẽ. Chúng ta đã tập trung vào những việc lĩnh vực nhạy cảm, những lĩnh vực mà có khả năng chúng ta nghĩ là nó sẽ phát sinh ra những cái rắc rối. Cái việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo đã đảm bảo đúng quy định hơn. Và cái cách xử lý đơn thư đối với anh em mình bây giờ cũng tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm, cho nên đã có được những cái kết quả bước đầu cũng rất là tích cực. Những cái điều như chị Hiền vừa nói, chúng ta là có lẽ là cái địa phương mà đơn thư nó nhiều nhất. Một cái điểm nữa là công tác của chúng ta làm thì kết quả đạt được là với cái tâm thế là rất là chặt chẽ, tuy nhiên rất là có tình có lý. Vừa răng đe nhưng cũng vừa chia sẻ với anh em ở hoàn cảnh cụ thể lúc đó.
Cho nên cho đến giờ này là chúng ta không có khiếu nại nào về luật đảng. Với tinh thần đó thì xin thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tất cả các đồng chí đã chung tay góp sức cho cái công tác kiểm tra giám sát của chúng ta trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp chú ý nâng cao trách nhiệm, giữ gìn đạo đức, tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.